Hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người một bộ phim của Nhật dựa trên 10 câu chuyện kinh dị có thật, bảo đảm vô cùng chất lượng. Cũng khuyên các bạn là không nên xem một mình, nếu sợ tè ra quần thì mình không chịu trách nhiệm đâu nhé. Có bốn bạn trẻ chuyên đi thám hiểm vào đêm khuya với quyết tâm được một lần trong đời nhìn thấy ma. Nhưng thực ra, không ai trong bọn họ tin là có ma trên đời cả, chỉ là đang muốn thể hiện với mọi người xung quanh rằng mình là một người rất cá tính và gan dạ mà thôi. Nhưng đêm đó, khi họ chuẩn bị về nhà, thì trên đường đi, họ nhìn thấy một cô gái đang đi dạo. Cô ta có mái tóc dài, mặc một chiếc váy vàng, nhưng đi rất chậm. Càng kỳ lạ hơn là, bây giờ đã là 3 giờ sáng rồi, có người đàng hoàng nào mà lại đi dạo vào giờ này không? Vừa nghĩ đến việc này, nhịp tim của đám bạn trẻ này liền tăng nhanh, nhưng vẫn không thể chống lại được sự tò mò của họ. Có vẻ cô ta chỉ là một người bình thường, mọi người mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cậu trai lái xe đang đạp chân ga chuẩn bị tăng tốc về nhà. Nhưng vào lúc này, bỗng cậu nhìn thấy ở kính chiếu hậu, chính là cô gái vừa nãy, mà lúc này cậu đang chạy với vận tốc 70 km/h. Cuối tuần, cô gái này nhận được điện thoại gấp từ công ty, thế là cô đã gửi con cho bà ngoại chăm. Hai đứa bé vô cùng nghịch ngợm, chơi cả một buổi sáng, cuối cùng cũng chịu đi ngủ trưa. Bà ngoại vừa hát ru, vừa nghỉ ngơi nên đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Bỗng bên cạnh có một âm thanh vang lên rất lớn, khiến bà ngoại tỉnh giấc. Ban đầu bà tưởng rằng mình nghe nhầm, nhưng rất nhanh, âm thanh giống hệt vậy lại vang lên. Lẽ nào là trộm sao? Đang là giữa trưa cơ mà, có phải bọn trộm manh động quá rồi không? Bà ngoại cẩn thận dè dặt ra ngoài kiểm tra, nhưng lại bị cảnh tượng trước mắt dọa cho mặt cắt không còn giọt máu. Bà ngoại giằng nén nỗi sợ, đi đến trước cửa, nhưng lúc này, cái bóng đen đã biến mất. Nhưng một giây sau, bóng người đó đã xuất hiện sau lưng, còn bịt chặt lấy mũi của bà. Thì ra vừa nãy chỉ là một cơn ác mộng mà thôi, nhưng cơn ác mộng này quá là chân thực, thậm chí mũi của bà còn bị chảy máu nữa. Từ đó, bà đã kể chuyện cho con gái nghe, nhưng con gái lại cười bà, chắc do bà ngủ sai tư thế, máu không lưu thông nên mới gặp mộng du mà thôi. Nhưng không thể ngờ rằng, tiếng đập cửa ấy lại xuất hiện. Nhưng lần này không phải nằm mơ nữa, hai mẹ con cũng không ai dám ra ngoài. Cho đến ngày hôm nay, họ vẫn không biết người đập cửa hôm ấy rốt cuộc là người hay là ma nữa. Một cô nữ sinh vừa tan học đang trên đường trở về nhà. Cô bé bỗng phát hiện có một người đàn ông kỳ quái đang đứng dưới gốc cây. Gương mặt anh ta không có biểu cảm gì, ánh mắt lại vô hồn. Cô bé co giò bỏ chạy. Cuối cùng cũng gặp được một ông lão đi ngang qua. Nghe nói bên đó có biến thái nên ông lão liền đi qua đó kiểm tra. Nhưng khi ông ta đến gần người đàn ông kỳ lạ đó thì phát hiện anh ta đang lơ lửng trên cây. Sau khi biết tin thì cô bé còn sợ hơn nữa, dùng hết sức bình sinh bỏ chạy về nhà. Về đến trước cổng, cô bé mới thở phào một hơi. Nhưng khi cô chuẩn bị vào nhà thì phát hiện người đàn ông kia lại xuất hiện. Kể từ ngày hôm đó, người đàn ông ấy cứ thường xuyên xuất hiện bên cạnh cô. Cho dù sau đó cô bé đã đến Tokyo để học, nhưng chỉ cần nhìn thấy người đàn ông nào mặc đồ công nhân thì hình bóng quen thuộc ngày đó lại xuất hiện. Có lúc cô bé cho rằng chắc do mình nhìn nhầm mà thôi, nhưng ai có thể bảo đảm được rằng lần nào cô bé cũng nhìn nhầm cơ chứ. Mấy ngày qua, tinh thần của người thầy giáo này rất bất ổn, ở trường không dám ngẩng đầu. Hóa ra, anh ta đang có ý tránh một nữ đồng nghiệp. Dường như hai người có quen biết nhau, nhưng thầy giáo lại làm như không nhìn thấy cô ta. Một tiếng sau, chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Anh ta đang chấm bài tập thì bỗng nghe trên lầu có tiếng hét thất thanh. Mọi người nghe được chạy đến thì phát hiện cô giáo ấy đang đứng trong lớp học, mà chính xác hơn là đang treo lơ lửng trong lớp. Mọi người vội vàng đỡ cô ta xuống thì phát hiện cô ta đã chết rồi. Ai nấy cũng đều sợ hãi, mượn cớ báo cảnh sát để rời khỏi đó, chỉ để lại một mình thầy giáo trông coi xác của cô. Chuyện này không phải chuyện tốt lành gì, thầy giáo cũng hơi chột dạ, liền đi qua phòng kế bên để lấy lại bình tĩnh. Bên ngoài, các em học sinh đang vui chơi đùa giỡn. Nhưng bỗng dưng, anh ta lại phát hiện cô giáo kia thế mà lại xuất hiện dưới tán cây, nhưng chớp mắt một cái thì lại biến mất. Sau đó, cánh cửa sau lưng anh ta từ từ mở ra. Nhưng người bước vào không phải đồng nghiệp khác, mà chính là cô giáo đã chết đó. Thầy giáo xoay đầu thật nhanh, trong phòng học lại không có ai cả. Nhưng sự việc không hề dễ dàng như vậy. Khi anh ta nhìn ra ngoài lần nữa thì phát hiện cô giáo kia lại xuất hiện bên dưới. Nhưng đáng sợ hơn là đấy không phải là ảo giác, mà là một người bằng xương bằng thịt. Bỗng anh ta cảm giác có thứ gì đó sau lưng. Xem ra trước đây hai người có qua lại với nhau, có lẽ đây cũng là nguyên nhân mà cô ấy lại quay về tìm anh ta.
Trong trường học có một truyền thuyết kinh dị rằng có một ma nữ mặc váy đỏ sẽ xuất hiện trước mặt bạn bất cứ lúc nào. Lúc này đừng do dự mà hãy chạy ngay đi, nếu không thì sẽ mất mạng. Còn đối với những ai muốn gặp ma nữ đó, có một cách rất đơn giản. Chỉ cần bạn và người khác cùng nói về chuyện của cô ta thì cô ta sẽ lập tức xuất hiện, giống như được triệu hồi vậy. Cô nữ sinh tóc dài này vừa mới chuyển trường, mấy cô bạn cùng lớp còn bất ngờ tổ chức sinh nhật cho cô ta. Buổi tiệc diễn ra rất vui vẻ, thời gian cũng trôi nhanh đến nửa đêm. Lúc này, bầu không khí rất thích hợp để kể chuyện ma. Thế là cô gái tóc ngắn liền kể cho nhóm bạn của mình nghe câu chuyện của ma nữ váy đỏ. Còn nói, mỗi khi bị người khác kể về câu chuyện của mình, thì ma nữ váy đỏ đó sẽ tức giận và xuất hiện ngay. Chẳng qua, cách cô ta kể chuyện không được đáng sợ cho lắm. Các bạn học nghe xong, mặt mũi ai nấy cũng tỉnh bơ, còn mở nhạc lên tiếp tục ca hát nhảy múa. Nhưng bỗng dưng, ngay sau đó, dưới lầu lại vang lên tiếng bước chân. Cô bạn chủ nhà có hơi gượng gạo, kêu mọi người đừng sợ, chắc là ba mẹ của cô vừa về thôi. Quả nhiên, khi họ xuống lầu thì đúng là có một bóng người. Nhưng vấn đề là, sau khi mọi người bước vào thì bóng người đó đã biến mất. Mặt khác, cô bạn áo xanh này không đi cùng mọi người. Cô kéo rèm cửa ra thì phát hiện đối diện có một bóng người tóc dài. Cô từ từ bước đến gần thì bóng người đó bổ nhào lên. Nghe thấy tiếng hét của cô, mọi người vội vã chạy lên kiểm tra, nhưng ma nữ váy đỏ đã biến mất. Lần này, bọn họ không còn bình tĩnh được nữa, vội vàng tạm biệt nhau rồi ra về. Trên đường đi, cô gái tóc ngắn an ủi cô gái tóc dài. Không sao đâu, chúng ta đã kể câu chuyện này cho người khác rồi, ma nữ váy đỏ chỉ tìm đến những người nghe câu chuyện thôi. Quả nhiên, không lâu sau, ma nữ váy đỏ đã bắt đầu tung hoành. Tóc dài còn nói, trong ngôi trường trước đây, cô ta đã là người cuối cùng nghe câu chuyện đó, nên không thể nào di chuyển lời nguyền đi được, nên mới lựa chọn chuyển trường. Nói xong, cô gái tóc dài tung tăng bước về phía trước. Đã lâu rồi cô chưa được nhẹ nhõm đến thế. Nhưng lúc này, bỗng dưng ma nữ váy đỏ lại xuất hiện, kéo cô ta vào sau cái xe. Đến lúc này, cô gái tóc dài vẫn không biết rốt cuộc vì sao mình lại dính lời nguyền. Rõ ràng là cô ta đã kể lại với người khác rồi mà. Vậy nên, tốt nhất là đừng nghe, cũng đừng đi kể. Mấy ngày nay, y đang ôn thi, nhưng băng cassette của bài nghe bỗng dưng xảy ra vấn đề. Sau một loạt âm thanh rè rè, thì bên trong vang lên tiếng phụ nữ gầm rú giận dữ. Y có hơi hốt hoảng, liền đổi cái băng cassette khác, âm thanh đó cũng biến mất. Hôm sau, y và bạn cậu là đi đã nói về câu chuyện đó. Đi khuyên cậu đừng nghe mấy cái này nhiều quá, nên chuyên tâm học hành thì hơn. Nhưng nói thì nói thế, y lại dần dần thích nghe mấy cái đó. Dù sao thì những câu chuyện riêng tư mà cô gái này kể rất hấp dẫn, khiến người ta không thể nào từ chối được. Cứ thế, một thời gian trôi qua, y càng lúc càng trở nên kỳ quái. Khi các bạn học đi ngang qua cậu thì sẽ nghe được tiếng trẻ con khóc. Thậm chí, y còn nhìn thấy có bóng ma vẫn luôn theo sau lưng y. Một giây sau, cái bóng đó đã nhập vào người y. Từ hôm đó, y lại mở máy cassette lên nghe như bình thường. Nhưng đợi hoài, đợi mãi thì không thấy giọng nói của cô ta xuất hiện. Lúc này, bỗng y cảm thấy trong phòng có thêm một người. Vào buổi học ngày hôm sau, nghe nói y đã chết rồi. Hình như cậu ta tự quấn lấy cổ mình trong phòng, không để lại gì cả. Không ai biết nguyên nhân vì sao cậu lại làm vậy. Nam chính là một thầy giáo thực tập. Trời đã tối nhưng anh vẫn đang làm việc. Đồng nghiệp khuyên anh về sớm đi, ngôi trường này đã từng xảy ra nhiều chuyện lắm, tốt nhất là đừng tăng ca một mình muộn quá. Nói xong thì đồng nghiệp cũng không quan tâm nữa mà ra về. Thầy giáo cũng vội vàng đuổi theo ra tới cửa. Đang chuẩn bị hỏi han kỹ càng về mấy chuyện kia thì lúc này căn phòng học trống phía đối diện bỗng có tiếng ghế ma sát với sàn nhà vang lên một cách kỳ lạ. Thấy vậy, người đồng nghiệp bước đến mở cửa kiểm tra, nhưng bên trong lại không có ai cả. Lúc này phòng học kế bên lại vang lên âm thanh tương tự. Vẫn không có ai cả. Người đồng nghiệp cũng đã bắt đầu sợ hãi, vội vàng quay người rời đi. Thầy giáo thấy vậy cũng kêu đồng nghiệp hãy đợi mình, anh sẽ dọn dẹp đồ rồi ra về ngay. Nhưng dường như đồng nghiệp không nghe thấy, chỉ để lại một mình thầy giáo run rẩy trong phòng. Bỗng thầy giáo nghe thấy sau lưng mình có một tiếng cười kinh dị. Cậu vừa quay đầu thì nhìn thấy một cô gái đang trốn sau bức tường. Máu nghề nghiệp trỗi dậy, anh liền phê bình học sinh, sao muộn vậy rồi mà còn chưa về nhà mà ở đây dọa người khác. Nhưng cô gái lại xoay người bỏ chạy. Đương nhiên thầy giáo đuổi theo thì phát hiện cô gái đang nhảy múa trên hành lang. Cô bé ngẩng đầu lên nở nụ cười rồi lại xoay người bỏ chạy. Thầy giáo lại đuổi theo như dính bùa mê thuốc lú. Mặt khác, bỗng người đồng nghiệp khi nãy nhớ ra gì đó,
anh ta quên gửi một email, thế là gọi điện lên văn phòng nhờ thầy giáo giúp mình. Nhưng không ngờ, đầu dây bên kia là tiếng của một cô gái. Còn trong trường, thầy giáo vẫn chưa biết gì, đang đuổi theo cô bé miệt mài. Cuối cùng, cô bé cũng dừng lại ngay cầu thang. Nhưng đến lúc này, anh ta mới hối hận vì biết bản thân vừa đi theo một hồn ma. Mà cô bé này là ai, đến giờ vẫn không ai biết cả. Chỉ biết là chỉ có mình thầy giáo là người đã gặp được cô bé đó. Một nhóm con nít đang đùa giỡn, nhưng hôm nay không biết đứa nào đòi chơi lớn dù cả bọn đến một nơi rất đặc biệt. Đương nhiên, đứng trên bộ nhảy đầm là việc mà không phải ai cũng làm được. Rất nhanh, một bé trai đã ngã bị thương. Nhìn thấy bạn mình quạt què về nhà, cả bọn lại cười nhạo cậu bé gặp phải quả báo, sau đó lại tiếp tục chơi đùa. Lại có đứa bị bia mộ đè lên chân. Lúc này, bọn trẻ bắt đầu hốt hoảng rồi, nhưng bên tai bọn chúng lại có một giọng nói vang đến. Cứ thế, cả bọn lại chơi đùa như điên. Dường như có gì đó đã xảy ra với trò chơi này. Cả bọn không thể dừng lại được, chỉ đến khi bị thương mới có thể rời khỏi đó. Mỗi lần như vậy, giọng nói đáng sợ lại vang lên lần nữa. Cứ thế, bọn trẻ lần lượt bị thương rồi rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại hai người vào vòng chung kết. Dường như hai đứa đã biết được tầm nghiêm trọng của vấn đề, nụ cười trên mặt đã vụt tắt. Sau đó, đứa bị thương thì lại thở phào nhẹ nhõm, giơ cao vết thương rồi vui vẻ về nhà. Mà lúc này, trên sàn đấu chỉ còn lại một người mà thôi. Bên tai của cậu bé lại vang lên giọng nói quen thuộc. Khi Tê đang học cấp 3 thì trong làng có một hộ gia đình. Trong nhà đã có một bầy trẻ rồi, mà người mẹ lại tiếp tục mang thai. Tê nói rất ngưỡng mộ cô, nhưng cô gái lại cười và nói rằng chỉ là do cô béo lên mà thôi. Béo à, chỉ béo cái bụng thôi sao, chắc là không ai tin lời cô ta đâu. Người nhà của Tê cho rằng chắc là cô gái sợ người trong thôn bàn tán nên mới nói bậy. Mà không lâu sau đó, cái bụng của cô gái đã biến mất. Mọi người đoán rằng chắc cô ấy đã sinh con rồi, chỉ là không biết cô gái đã giấu đứa con ở đâu. Cho đến một ngày, có một đứa bé mặc đồ trắng kỳ lạ xuất hiện. Tê hỏi cậu bé đến từ đâu, thì cậu bé lại chỉ vào cái cống gần đó, còn nói rằng mình bị người ta ném vào đó, rồi bị cuốn trôi đi đến chết. Câu chuyện có hơi đáng sợ rồi đấy, rõ ràng đang còn sống sờ sờ trước mặt Tê, nhưng lại khăn khăn nói rằng mình đã chết. Vì để tìm hiểu sự thật, Tê đã đến hỏi thẳng cô chủ nhà, tại sao trước đây bụng cô ta lại to như vậy, mà bây giờ thì không thấy đâu. Nhưng lần này, cô ta lại nói là do buồng trứng cô ta có vấn đề, uống thuốc vài hôm là xẹp lại rồi. Tê vẫn một mực hỏi cô ta tình hình của đứa bé, nhưng cô ta lại không trả lời đàng hoàng, mà chỉ nói mọi chuyện vẫn ổn. Cho là vậy, nhưng Tê lại bắt đầu có ám ảnh với những đường ống nước. Cô nghi ngờ cô gái đó đã không ngừng mang thai để lừa tiền trợ cấp từ chính phủ, sau đó ném con xuống cống rồi dội đi. Gần đây, ca chia tay với bạn trai, nhưng bạn trai cũ lại để lại một đống hành lý mà không mang theo. Ca cứ hối thúc liên tục, nếu như không quay về lấy thì sẽ ném đi hết. Bỗng nhiên, cửa tủ quần áo của ca lại mở ra một cách vô duyên vô cớ. Rõ ràng tối qua ca đã đóng cửa tủ lại rồi mà. Ngày hôm sau, khi đi làm thì cô thấy nó mở ra nữa. Rõ ràng ca đã kiểm tra mọi ngóc ngách trong tủ, nhưng không thấy gì cả. Ban đầu cô cho rằng do con ốc có vấn đề, thế là dùng dây thừng buộc hai cửa tủ lại. Trong lòng nghĩ rằng, lần này mọi chuyện đã ổn rồi. Sau đó nằm lên giường, tiếp tục hối thúc bạn trai đến lấy hành lý. Vừa cúp máy, cô lại bắt gặp một cảnh tượng. Cho là trò đùa nào đó của bạn trai cũ, cô tức giận xông qua đó. Mất một lúc lâu cô mới hoàn hồn lại, nhưng cũng cho rằng mình chỉ hoa mắt do buồn ngủ quá mà thôi. Hôm sau, bạn trai cũ cũng không chịu được những cuộc gọi hối thúc của ca nên đã đến lấy đồ. Thấy bạn trai cũ có rất nhiều đồ phải mang đi nên ca đã đề nghị cho anh ta sử dụng cái vali này. Tiện lợi như vậy, bạn trai cũ liền vui vẻ đồng ý ngay, chỉ có điều nó hơi khó mở một chút thôi. Thấy vậy, ca liền đưa cho anh ta một ít dụng cụ, vẫn im lặng về chuyện đã xảy ra vào tối qua. Bạn trai cũ loay hoay một hồi, rồi một giây sau... Bạn trai cũ không ngừng kêu cứu, ca thấy vậy cũng không nhẫn tâm, cô quyết định giúp đỡ, nhưng là giúp đỡ con mà. Ai kêu tên bạn trai tồi này ngoại tình mà còn không biết hối cải chứ? Lần này, ở cùng với ma nữ, coi anh ta còn dở thói ngoại tình được không? Được rồi, bộ phim hôm nay đến đây là hết. Không biết các bạn ở đây đã từng gặp phải những chuyện không thể nào giải thích nổi chưa? Nếu có, hãy kể cho mình biết với nhé. Còn giờ thì hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nha.